chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Radnić đồng ý mà U chốt ký hai siêu sao hàng đầu. Mà U tăng tốc vụ người thay thế Casemiro. Radnić khiến người hâm mộ mà hào hứng và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Radnić đồng ý mà U chốt ký hai siêu sao hàng đầu. Mà được cho là đã được Sir Jim Ratcliffe và nhóm tập đoàn Ineos của ông cho phép theo đuổi hai mục tiêu ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2024. Theo 90 min, MU đang nhắm tới cầu thủ chạy cánh người Pháp Michael Unice của Crystal Ngoài ra, một tiền đạo giàu kinh nghiệm cũng được cho là có tên trong danh sách rút gọn. Theo báo cáo, Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn Ineo định nghĩa một tiền đạo giàu kinh nghiệm là người đã ghi được số bàn thắng ổn định trong ít nhất 3 mùa giải ở một giải đấu top 5. Unice được kỳ vọng là lựa chọn chắc chắn cho câu lạc bộ khi chỉ chuyển nhượng mùa hè bắt đầu. Về lựa chọn tiền đạo, quỷ đỏ đã được liên kết với những cầu thủ như Victor Osimhen của Napoli, Sehu Dasi của Stuttgart. Thủ lĩnh của Monona là Joshua Zizzi cũng như ngôi sao của AB Leipzig, Benjamin Sesko. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng MU không sẵn lòng mang về một tiền đạo có hồ sơ tương tự như Ramut Hoynun, người đã gia nhập mùa hè năm ngoái với bán hợp đồng trị giá 72 triệu bảng. Dù đang đặt mục tiêu bám đuổi tốt 4, nhưng hàng công của MU mùa này thực sự khiến người hâm mộ hài lòng. Các tiền đạo của Quỷ Đỏ đã cho thấy những dấu hiệu tích cực, nổi bật nhất trong đó phải nhắc đến tuyển thủ người Đan Mạch Ramut Hoynun. Trong năm trận đấu gần nhất, Hoynun đã góp dấu giày vào 7 bàn thắng, bao gồm ghi bàn và kiến tạo. Tuy nhiên, để có được sự ổn định, MU vẫn cần nhắm đến những chân sút kinh nghiệm và đã khẳng định được tên tuổi. Mùa hè năm 2023, MU đã theo đuổi sát sao Hazard Kane nhưng cuối cùng tiền đạo người Anh đã rời Tottenham và gia nhập Bayern Munich. Thời điểm hiện tại, thật khó để đoán tiền đạo nào sẽ cập bến Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2024. Thế nhưng sự xuất hiện của Sir Jim Zarcliffe đang khiến người hâm mộ MU cảm thấy những điều tích cực. MU sẽ trở lại ngoài Anh vào cuối tuần này với đối thủ của họ là Luton Town. MU tăng tốc vụ người thay thế Casemiro chứng kiến phong độ thất thường nơi Casemiro, Man United đang lên kế hoạch thay thế cựu sao Real Madrid, trong đó tiền vệ Amada Onana của Everton là một trong những mục tiêu hàng đầu được quỷ đỏ nhắm tới. Thậm chí trong thông tin cập nhật mới đây từ The Sun, đội chủ sân Old Trafford đang đẩy mạnh tiến độ đàm phán với Everton nhằm sở hữu ngôi sao người Bỉ trong kỳ chuyển nhượng hè 2024, đặc biệt trong bối cảnh Arsenal cũng như Chelsea đều dành sự quan tâm đặc biệt cho Onana. Về phần Everton, đội chủ sân Goodison Park cũng bật đèn xanh để cầu thủ 22 tuổi rời đi trong tương lai gần. Bởi đội bóng vùng Merseyside đang gặp rắc rối liên quan đến quy tắc lợi nhuận bền vững của ban tổ chức ngoại hạng Anh. Theo đó, năm 2 triệu bảng có thể là điều kiện để Man United sở hữu Onana. Họ kết cho Amrabat. Theo tiết lộ từ Dijon, Komi Mino được cho xác định tương lai tại Manchester United, thế nên họ sẽ không mua Sofian Amrabat vào cuối mùa. Về phần Christian Eriksen, quỷ đỏ vẫn chưa có quyết định cụ thể cho ngôi sao này. Kỳ giả người Anh cho biết, Mino được ưa thích hơn cả Eriksen và Amrabat. Tôi nghĩ thực tế này nó nên rất nhiều điều về tương lai của ba cầu thủ. Kobi Mino sắp trở thành trụ cột của đội bóng này và bản hợp đồng cho mượn của Sofian Amrabat sẽ không được gia hạn sau mùa giải năm nay. MU sẽ không đưa ra bất kỳ đề nghị nào cho thương vụ đó. Tương lai của Eriksen hiện chưa được xác định. Cậu ấy đang được liên kết với Galatasaray nhưng vào lúc này tôi không nghĩ thỏa thuận đó sẽ thành hiện thực. Về phần Kobi Mino, giới truyền thông khẳng định MU đang chuẩn bị trao cho tiền vệ này một bản hợp đồng mới dù thỏa thuận hiện tại giữa đôi bên vẫn còn thời hạn đến năm 2027. Nhưng mức lương mà Mino đang nhận được rõ ràng là không tương xứng với những đóng góp của tiền vệ này cho MU. Ponco chỉ ra hai nhân tố đem đến khác biệt cho MU. MU nhân nhóm trở lại cơ hội tham dự C1 sau chiến thắng 2-1 trước Aston khoảng cách giữa quỷ đỏ và đội đứng thứ tư Tottenham là 6 điểm. Cơ hội vẫn nằm trong tầm tay của thầy trò Erik ten Hag. Theo cựu danh thủ Ponco, Man United vẫn còn nguyên cơ hội chân chân vào top 4 ngoài Anh mùa này. Chia sẻ trước truyền thông, Ponco nơi quan điểm Man United sống lại với hy vọng trở thành đội bóng giành suất tham dự C1. Chúng tôi không muốn giành vé tham dự Euro Thời điểm hiện tại, Man United chưa thể hiện thực hóa được điều đó. Thế nhưng cơ hội chân chân vào top 4 vẫn còn nguyên. Thế nhưng khi Casemiro và Varane xuất hiện, điều đó sẽ tạo nên khác biệt lớn cho Man United đem đến chất lượng cho đội chủ nhà. Đôi khi họ thi đấu như thế nào không quan trọng, họ chỉ cần xuất hiện trên sân và mọi người ổn nên Man United có đội hình phù hợp những tín hiệu đã tích cực xuất hiện với Man United của Ten Hag, các ngôi sao tấn công như Rabut Hoynun, Marcus Rashford, Garnacho đã biết cách tìm thấy cầu môn của đối phương. Rafinha khiến người hâm mộ MU hào hứng. Với việc Sir Jim tiếp quản, MU sẽ có thể được đầu tư nhiều hơn trong tương lai. Bezakop cho biết, điểm khác biệt giữa Sir Jim phi và nhóm của ông là khả năng định giá câu lạc bộ cao hơn và cũng như sử dụng câu lạc bộ cho các mục đích rộng hơn, rõ ràng hơn một chút, bao gồm cả việc quảng bá du lịch và chiến lược thể thao của họ nói một cách đại khái, nó gọi là tầm nhìn 2030 và do đó, những người hâm mộ ủng hộ điều đó và rất hào hứng khi đội bóng sẽ được đầu tư cao hơn. Có lẽ họ nhìn về nửa xanh thành man và họ nhìn thấy City Football Group và việc tin rằng với Sergio Mané tiếp quản cuối cùng, họ cũng có thể vượt lên trên các đối thủ của mình. <laughs> Radford đang đánh mất tầm ảnh hưởng ở MU. Cuối tháng 1, trước trận đấu của MU tại vòng 4 FA Cup, Rashford bị phát hiện tiệc tùng nhiều đêm liên tiếp tại quán rượu, án phạt bị quỷ đỏ cắt 2 tuần tiền lương và không được đăng ký thi đấu trước Newport County hôm 28 tháng 1. Có lẽ là dấu ấn rõ nét nhất của chân sút 26 tuổi trong mùa giải 2023-2024 đáng quên. Cầu thủ trẻ mãi không lớn là các The Independent mô tả Bradford sau sự kiện trên. Không chỉ về lối sống, trong suốt 9 mùa giải của câu lạc bộ chủ sân Old Trafford, sự thất thường cũng là màn thể hiện của tiền đạo người Anh trên sân cỏ. Erik ten Hag đang trải nghiệm rất rõ vấn đề này và dần chuyển hướng sang những niềm hy vọng mới. Mùa này, Rashford có 5 bàn thắng và hai đường kiến tạo tại ngoại hạng Anh, ngang bằng với thành tích của đàn em Ganacho và Ramut Hoynun. Khả năng chân sút trưởng thành từ nọ đào tạo Carrington chạm mốc 17 bàn thắng và 5 kiến tạo như mùa trước gần như bằng không. Ở mùa hè năm 2023, MU thưởng cho Rashford bản hợp đồng kéo dài đến năm 2028 với mức lương 300.000 bảng trên tuần. Đánh giá một cách công bằng, đây là cầu thủ chủ chốt dẫn dắt Quỷ Đỏ đến chức vô địch Carabao Cup và vị trí top 4 ngoại hạng Anh mùa trước. Song tiền đạo người Anh lại đem đến đội thất vọng cho ban lãnh đạo MU. Nhiều cổ động viên không bất ngờ với sự trồi sụt của Rashford từng thời điểm có chân sút người Anh được so sánh với Kylian Mbappe. Nhà cổ động viên không bất ngờ với sự trồi sột của Rashford, từng có thời điểm chân sút người Anh được so sánh với Kylian Mbappe, nhưng sự thất thường của anh nhanh chóng đem đến câu trả lời. Trong 9 mùa giải tại MU, chỉ có 4 lần cầu thủ 26 tuổi ghi trên 10 bàn thắng tại ngoại hạng Anh. Rashford vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của Erik ten Hag ở cánh trái MU. Mùa giải 2023-2024, chân sút người Anh vẫn có 23 lần ra sân sau 24 vòng đấu ở ngoại hạng Anh, bất chấp phong độ tệ hại. Thật ra, mỗi khi không chấn thương, tiền đạo 26 tuổi vẫn mặc định được ra sân bất kỳ dưới thời Mourinho hay One Sonsa. Mặc dù chưa bao giờ để lại sự an tâm, Radford vẫn là sự lựa chọn tốt hơn Sancho hay Anthony. Không chỉ vậy, Radford là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Carrington, được các cổ động viên MU gọi là người con của nửa đỏ thành Manchester. Có cảm giác như Radford được yêu ái tại MU trong một suốt một khoảng thời gian dài, dù lý do là gì đi nữa. Nhưng nếu Radford tiếp tục nằm lại vòng tròn thất thường, không sớm thì muộn, anh cũng bị thay thế bởi người giỏi hơn. Gani từng phát biểu trên Sky Sports sau căn Radford Rashford tùng. Mỗi lần Rutherford buông thả bản thân thay vì tiếp tục vượt qua những giới hạn, cậu ấy sẽ quên dần với sự nàng nhàng. Chưa cần nhìn theo xa, nhiều cầu thủ mẫu hiện tại bắt đầu khẳng định tầm ảnh hưởng trong bối cảnh Rutherford im hơi nặng tiếng. Ganacho dần thay thế Anthony ở hành na cánh phải. Trong khi Honun bắt đầu tìm thấy cảm giác ghi bàn năm 2024, Kobe Maino đã bước ra ánh sáng, còn Cốt McTominay liên tục kiếm lấy MU bằng những bàn thắng muộn. Những niềm hy vọng mới của Ten Hag có thể chưa đe dọa xuất ra sân của Watford, nhưng đang dần chiếm lấy ánh đèn sân khấu, xét cho thành tích ghi bản hay kiến tạo. Watford không thua các ngôi sao trên, song cần nhớ rằng Watford không còn là tài năng trẻ và những người đàn em trung đội không phải đối tượng so sánh phù hợp. Erik Ten Hag cần sự trưởng thành của Watford, nhưng vấn đề về tính ổn định của cầu thủ này đã là cố hữu. Cứ đà này, chiến lược gia người Hà Lan không còn cách nào khác ngoài việc đặt niềm tin hơn và những tên tuổi khác còn lại trong đội. Với cá nhân Watford, vụ tiệc tùng tại quán rượu có lẽ là dấu ấn lớn nhất của mùa giải 2023-2024 tồi tệ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!